Hai các bạn, đây các bạn. Bữa nay đó Mary tính là đi nói chuyện với các bạn kể cái chuyện mà Mary nói nhân quả của Mary. Nhưng mà cuối cùng lại không được các bạn. Không được là tại vì cuối cùng lại bận. Nên nhiều khi Mary làm gì Mary không bao giờ định trước là vậy đó các bạn. Tự nhiên cái tới ngày cái là bận á, giống như có chuyện vậy đó. Nhưng mà may là Mary về nhà ăn. Đây. Bữa nay mới đem ăn vịt quay nè. Cái này là nửa con vịt các bạn. Thật sự mình cũng không biết mình ăn hết không. Này là vịt quay. Ôi trời. Cái này cái gì thùng họ để cái hộp thôi nữa. Để đây. Còn cái này là một nửa của nó nè. Đây. Này là nửa vịt quay mới kêu họ chặt sẵn để mà ăn cơm. Còn cái này thì mới để về để mà mới ăn. Để nguyên vậy luôn. Wow. Mà trắng mắm ớt mà. Ăn cho xong đã rồi nói chuyện các bạn hết. Nó cũng đang đói bụng tại hồi trưa mình chỉ ăn súp thôi. Súp nhưng mà súp chua nữa chứ. Trở lại vô hộp. Ăn xong đem trả. Trả nói sao cho xương không. Cái đuôi đó nào. Mở quá trời luôn. Sức khỏe chói. Hôm nay mắc cười lắm các bạn mới hỏi Salman á là hot boy của các bạn đó. Nói Salman nói một một điều mà Salman không thích nhất ở ở Mary. Các bạn biết nó nói gì không? Kêu nó không thích nhất ở Mary là tại Mary ăn lobster. Ăn tôm hùm. Tại vì nước của họ không có ăn các bạn, không ăn tôm hùm, không ăn tôm. Họ không ăn.
Họ kêu tôm hùm là dơ. Còn nó không thích nhất ở mê vì là tại mê ăn tôm hùm. Còn chấm ớt nữa là đã luôn các bạn. Thật sự mê chứ sao mà hợp đúng các bạn. Hợp, nói chuyện hợp, hợp nhau. Thằng lớp cũng có nhiều con trai, cũng có nhiều con gái. Nhưng mà nói chuyện vui vẻ này nữa thì có, nhưng mà nói chuyện hợp nhau á. Sao mình thì hợp, hợp lắm mê vì. Nhưng mà có một cái mê không thích Sherman hot boy của các bạn đó. Đó là ăn uống không có đợi ai hết đó. Giống như bên Việt Nam mình đó, thì hay có câu là cái gì ta, nói chung mình không nhớ nữa. Nói chung nhưng mà ăn uống mà phải coi người khác sao đã rồi mình mới ăn. Mình biết là có bên Việt Nam có cái câu ăn coi nồi ngồi coi hướng hay gì đó vòng vòng đó, mình cũng không biết, cũng không nhớ chắc chắn. Còn nó không. Nhưng mà mỗi lần mà trong lớp của mình có tiệc á, party á, nó cứ lấy đồ ăn xong nó ngồi nó ăn giống kiểu vậy đó, giống nít. Khi người khác mình tưởng là làm tiệc là lấy đồ ăn xong cũng ngồi đó đợi chừng nào cô giáo kêu nói chuyện xong rồi ăn thì mới ăn, không nói hay không đó. Ăn cái này thì rẻ thôi các bạn. Ăn cái này thì rẻ không mắc giống như là ăn tôm này nọ ra. Nguyên con này mới mua 24 đồng. Còn ăn tôm hùm hoặc là mấy món biển, đồ biển là gấp hai rưỡi. Khoảng trên 50. Đang đói bụng nữa các bạn, ăn cái này nữa không nói chuyện được luôn. Khi mà mình muốn nói chuyện hoặc kể chuyện gì đó thì phải có hứng mới kể được các bạn. Mình nói thiệt. Phải có feeling, giống feeling.
Hôm nay nó cũng hơi bận, nói chung là hơi bận, có nhiều công chuyện. Hồi sáng tính là bữa nay về trưa, giờ trưa là mới về, nhưng mà tới lúc trưa là cái mấy cái không đi được. Xong rồi quên luôn một thứ các bạn. Đó là bữa nay mới có hẹn họp phụ huynh cho tham mì. Quên luôn. Quên là mưa hẹn mấy giờ luôn. Xong rồi mưa mới vô trường đi đón nó, đó mưa mới nhớ. Thật sự mưa cũng không nhớ mưa hẹn mấy giờ luôn. Mưa không có ghi xuống, nhưng mà mưa nhớ. Khi mình vô trường đó mưa nhớ là bữa nay mưa có hẹn. Mưa đón ra miền, mưa gặp cô giáo của nó. Mưa qua mưa hỏi bữa nay mưa có hẹn, nhưng mà mưa cũng không nhớ bao mấy giờ nữa. Không, bà kêu không sao, vô đi. Vô xong rồi nói chuyện họp, nói chung là nói là họp nhưng mà thật ra cũng không có gì các bạn. Nhưng mà họ làm 2-3 tháng làm một lần rồi, họ nói họp phụ huynh thì cũng không đúng các bạn. Nếu mà họ kêu thì là interview chứ không phải là họp. Nếu như họp với giống kiểu như là họp thì nếu như dịch ra là giống như meeting phải không? Meeting. Meeting đó là họp. Nhưng mà cái này thì họ kêu là interview là giống như là phỏng vấn thôi. Là họ nếu kêu mê qua đó xong rồi họ kể cho mê nghe thấy tham mì trong trường á, hàng ngày trong trường nè, hoặc là Tham mì họ hay làm gì, Tham mì là người sao 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 này nọ. Nói chung là họ đi đi qua kể cho mình cái đó thôi. Nhưng mà cứ 2-3 tháng họ kêu mình một lần để mà họ kể cho mình này nọ, để mà mình hiểu biết á, xương của nó. Ăn hết sạch sẽ. Bọn cái áo của mình sexy không? Mình mua áo, mình đi shopping lúc mua toàn áo kiểu này luôn. Nhưng mà nó khác thôi. Nó khác cổ cao, cổ thấp, cổ này nọ thôi. Với lại người á, mà khi mà thấy quần áo mà đồ rẻ đó thì mua sẽ mua nhiều nhưng mà giống như một kiểu này nè, nếu như nó có nhiều màu mình sẽ lấy đủ màu luôn. Cái da của nó trời ơi mỡ dữ lắm luôn các bạn ơi. Nè, mỡ không à.
Ra cái da rồi nè, lột da rồi nè, trắng rồi. Cái này cái nè. Chỗ này cái tiệm này thịt thịt gà nè, thịt vịt, cái này là vịt. Có thịt gà quay nữa. Cũng được. Có heo quay nữa. Nhưng mà mưa gác là chỗ này cái heo quay họ chặt rất là bự luôn. Gần bằng ba ngón vậy nữa. Ăn nó không có ngon. Kêu họ chặt nhỏ lại nhưng mà họ cũng chặt bự, nhỏ của họ nhưng mà vẫn là bự. Tại mấy cái chỗ khác họ chặt nhỏ nhỏ lắm, vừa miệng ăn. Ngán quá các bạn ơi. Rồi xong phải ăn xong rồi mới kể được, mới nói chuyện được phải không bạn? Mình có dĩa ướt ở đây lau tay cho sạch nào. Ăn hết nổi các bạn, tại nó mỡ quá, để một hồi mới ăn cơm. Ăn cơm thì đỡ ngán các bạn, nhưng mà ăn một mình ngán lắm, ăn không nổi đâu. Mà mới nghĩ thịt gà luộc chắc ngon á, thịt gà chạy bộ, tại mình hay nấu cháo thịt gà chạy bộ, có mình mới ăn thôi. Nên bữa nào mình sẽ mua thịt gà chạy bộ mình luộc mình ăn, ăn chấm với chiêu với tiêu chanh. Nước dằn luôn. Lau tay rồi mà hồi lau cái này lên mụn nước. Mà chưa tới nữa. Đây các bạn còn từng cái này nè. Rồi bye các bạn nhé.